Xin chào các bạn, mình là xe trộn bê tông màu xanh lá cây đây. Hôm nay mình sẽ tới công trường xây dựng để lấy bê tông xi măng đi xây trường học nha. Các bạn theo mình nào. Mình đang đi trên một con đường rất là nhiều cây cối nè. Wow các bạn ơi, nhưng phía trước của mình xuất hiện con gì kìa? Thì ra là hai con quái vật có cây búa. Nó là quái vật Chocho Chalet chân nhện. Và nó là quái vật của xe gì đây? Thì ra là quái vật xe cứu hỏa các bạn ơi. Mình chạy qua nó thành công rồi. Mình phải chạy nhanh thôi, không là nó đuổi theo mình. Kìa các bạn ơi, nó rất là to luôn. Bây giờ mình phải chạy cho nhanh tới công trường xây dựng nào. Oh my god, xuất hiện hai con quái vật nữa nè. Đó là quái vật xe cứu hỏa, có cái vòng tròn quay rất là nhọn luôn, và cái chân nó rất là nhọn. Nhưng mà mình sẽ phải quẹo qua đây để mình tránh nó thôi. Ok các bạn ơi, mình đã quẹo con đường này và mình tránh được nó rồi. Bây giờ mình phải chạy nhanh thôi, không là nó đuổi theo. Wow, mình mới nói mà nó đuổi theo rồi kìa các bạn ơi. Wow, cây búa của nó thật là to. Wow, nó đánh mình kìa. Anh xe cứu hỏa có cây búa ơi, đừng đánh em nữa, tha cho em đi mà. Wow các bạn ơi, mình chạy thoát rồi. Bây giờ mình phải chạy nhanh thôi. Mình xin nó tha cho mình rồi. Bây giờ mình phải quẹo qua đây thôi, không là nó đuổi theo nữa vì nó rất là hung tợn luôn. Quẹo qua. Oh my god các bạn ơi, mình bị mất lái do mình sợ quá, mình tung vô cái bức tường và mình cháy rồi. Có ai cứu mình không? Ai cứu mình với, cứu mình với. Chị là xe cứu hỏa màu đỏ đây. Hồi nãy chị vừa nghe có tiếng kêu cứu của xe trộn bê tông thì phải. Hình như là xe trộn bê tông đang bị bốc cháy. Wow, chị phải đi cứu nó thôi. Nhưng mà hai con quái vật này ghê quá, phải chạy qua nó thành công cái đã. Ok các bạn ơi, chị đã chạy qua nó thành công rồi. Bây giờ vẫn còn hai con quái vật này nữa nè. Nhưng mà không biết là nó có đuổi theo chị không, vì chị cũng là xe cứu hỏa giống nó nè. Bây giờ chị quẹo qua đường này thôi. Được rồi các bạn ơi, nó không đuổi theo chị rồi. Bây giờ chị sẽ tới để cứu xe trộn bê tông thôi. Kìa rồi, sắp tới rồi. Nhưng mà cái gì phía trước đây? À các bạn ơi, chị bị lọt xuống hố rồi. Tại sao có cái hố ở đây? Ai cứu chị với? Ai cứu chị với nào? Anh là xe cứu hộ đẹp trai miệng rộng đây. Anh mới nghe xe cứu hỏa kêu cứu. Em xe cứu hỏa ở đâu? Để anh chạy tới cứu em nào. Kìa rồi, mình đã thấy xe cứu hỏa bị lọt xuống hố. Ok, em cứu hỏa, em chờ anh một tí xíu nha, anh sẽ cứu em lên. Cảm ơn anh xe cứu hỏa nhiều nha. Không có chị đâu, em chờ chút xíu nha. Bây giờ anh sẽ vươn cái cần của anh ra. Em thấy không, cái cần của anh nó rất là dài và cao luôn. Bây giờ anh phải vươn ra thì anh mới cứu em được. Tiếp theo là anh sẽ làm cho cái cần của anh dài ra. Đó, bây giờ cái cần của anh đã dài ra rồi. Đây là cần cứu hộ đó em. Ok, chúng ta chuẩn bị cứu hộ thôi. Rồi, bây giờ anh sẽ cứu em lên nào. Oh my god, tại sao xe tải màu xanh lại tung vô ta? Ta đang cứu hộ xe cứu hỏa mà. Xin lỗi nha, tôi bị mất trớn, tôi không cố ý đâu, xin lỗi nha. Các bạn ơi, chúng mình là các xe chở rác đây. Chúng mình nghe nói có yêu quái vật hãm hại rất là nhiều xe trộn bê tông, xe cứu hỏa và cả xe cấp cứu nữa các bạn ơi. Cả xe cứu hộ nữa chứ. Nhưng chúng mình là các xe rác, chúng mình có rất là nhiều xe luôn, xanh đỏ tím vàng. Hôm nay chúng mình sẽ đi lấy rác. Không biết là quái vật nó có hãm hại chúng mình nữa không, vì chúng mình rất là đông nè, nên có thể là chúng mình sẽ không sợ yêu quái vật đâu. Nhưng chúng ta phải đoàn kết lại thôi các bạn ơi. Ok, chúng ta phải đoàn kết lại thì mới chiến thắng được quái vật. Kia rồi, mình đã thấy nó xuất hiện phía trước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lao lên và tung cho nó nha. 1, 2, 3, tung nào. Oh no, các bạn ơi, chúng ta tung vô nó nhưng chúng ta bị bể hết rồi, vì nó rất là cứng luôn. Các bạn ơi, cái vòng tròn xoay xoay này của nó là mình bốc cháy rồi. Chết rồi, vậy là chúng mình thất bại rồi các bạn ơi, ai cứu mình với. Mình nghe tiếng kêu cứu của các bạn xe rác. Các bạn ơi, bọn này là bọn yêu quái vật nhện nhện, rất là mạnh dữ luôn. Các bạn không làm gì được nó đâu, chỉ có máy bay của mình mới có thể chiến đấu lại với nó thôi, vì mình là máy bay siêu to khổng lồ màu đỏ đây. Ok các bạn, chờ mình tí xíu nha. Bây giờ mình sẽ tăng tốc, mình sẽ bay lên trời cao và sau đó là mình sẽ tung vô nó, vì chỉ có sức mạnh của máy bay mới chiến thắng được nó thôi nha. Kia rồi, mình đã thấy một con quái vật phía trước, không biết có phải không, nhưng mà hình như đây là con quái vật kiểu khác các bạn ơi. Nó kia rồi, chúng ta bay thôi, tung nó thôi. Tung nào. Wow các bạn ơi,
mình cũng thất bại rồi. Nó là một con quái vật xe container TV Man. Vậy là mình cũng thua rồi nha. Ok các bạn ơi, hôm nay chúng ta có rất là nhiều xe đi làm việc luôn. Xe trộn bê tông nè, xe cứu hỏa, xe cấp cần cẩu nè, xe cần cẩu cứu hộ đó. Có cả xe rác và máy bay nữa nè các bạn ơi. Nhưng hôm nay cái xe của chúng ta đã gặp rất là nhiều quái vật luôn. Đó chính là quái vật yêu nhện nhện các bạn ơi. Quái vật yêu nhện nhện còn có cái mặt là Chocho Chalet nữa, rất là nguy hiểm luôn. Cái chân của nó rất là hung tợn. Và đặc biệt nó còn có cái búa các bạn ơi. Và còn có cái vòng tròn rất là nhỏ xoay 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 đó. Nó làm cho các xe của mình hôm nay đều thất bại hết luôn các bạn ơi. Và các xe của chúng ta không thể nào tới nơi làm việc được. Các bạn ơi, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Trúc City nha. Ngày mai mình sẽ phải dùng các xe để chiến đấu với các con quái vật này thôi. Vì nếu mà không chiến đấu với nó thì nó sẽ hãm hại tất cả các xe của mình luôn, khiến cho các xe của mình không thể nào làm việc được nè. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Trúc City nữa nha. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nha. Bye bye, hẹn gặp lại nha.